Đi chợ đầu năm rồi cùng tôi làm món cá chuồng nướng Nghệ, một món ngon của bà con miền núi quê tôi nha. Trời ở quê những ngày đầu năm còn vương chút sương lạnh, để đi chợ thì như thường lệ, tôi với chị tôi phải dậy thiệt sớm, băng qua con đường tre cuối làng, chạy dọc cánh đồng xanh. Chợ quê những ngày đầu năm thì vắng hơn, mấy anh chị đi Sài Gòn hết rồi. Mấy cô bác tranh thủ nhà còn mấy món bánh tét mang ra chợ, cũng có người bẻ mớ bắp nấu chín đem ra chợ, rồi hàng cải, hàng ngò, cái nào bán được mấy bác cũng mang ra chợ bày biện cho không khí chợ thêm vui. Bữa nay tôi với chị tôi đi chợ ghé mua ít cá chuồng, chị Sáu tôi kêu là phải ướp Nghệ thiệt cay nướng lên ăn cơm đổi bữa, chứ bữa trừ Tết ăn thịt thà miết ớn quá. Mang tiếng đi chợ mua cá mà hai chị em tôi la cà mua thêm đủ thứ luôn. Tụi mày cứ món mấy ít đánh da nên phải tranh thủ lấy mấy đòn để dành ăn luôn. Cá chuồng ở quê tôi bà con hay nướng với Nghệ tươi, cá làm sạch rồi chẻ hai bên, xong rồi thì bẻ về.